Rồi chào tất cả anh em nha. Bữa nay em lên cho anh em con thổ. Con thổ pha đồng. Âm thì cực tốt, cực phê. Nước chơi thì anh em vào xem tự thẩm. Nước chơi bao bao phê. Con này thì mình đi đánh nó là ngày trước là mình vô, mình chạy vô là mình gặp nó. Nó đứng trên dây điện á, nó tự xử tự chơi luôn nha. Nó tự rù luôn, mình có quay được một đoạn để một chút xíu mình úp lên cho anh em xem à, cái nước dần ngoài của chim nó tự chơi nha đó. Nhưng mà mình quánh nó là con này nó chặn rất chậm camera, rất chậm camera, nó không đá nha anh em. Ngày đầu rồi cái đầu mình mới kiếm bãi mình đánh nó, đánh xong xuôi hết nó không thèm đá. Rồi gặp cái điện thoại á, quánh kèo đầu là nó chơi, nó nhây với con mồi mà nó sàn ở ngoài nó rù không á, là tầm có khoảng hơn 40 phút. Con này thì nó gù rất liền luôn nha, gù kinh điển, gù cực kỳ. Con này là bao tới anh em mà nuôi tới gọt mồi thì nó cái dạng gù nó thì nó là bao rù luôn, cực kỳ tốt. Mà mình bị cái kèo đầu á, nó chặn camera, nó không đá, nó không đá. Rồi tới chừng mình lùa mình đuổi lên thì coi lại camera nó bị văng, nó còn được có mấy phút à, là cái clip đầu chắc quánh kèo chắc sáng á, cái cầm dưới mặt trời nó nắng nóng quá, cái điện thoại nó bị văng ra rất tiếc. Rồi mình mới đánh lại kèo 2. Đánh kèo 2 là mình đổi điện thoại ngụy trang rất kỹ, và mình đặt dấu máy quay đánh dò đón. Nó vừa vô thì nó làm nó được vòng vòng được mấy sạc thì thu phục đưa em nó về đội. Con này thì mình khỏi cần báo nước chơi bên ngoài. Để một hồi mình úp cái đầu clip đây, mình quay rõ ngoại hình chim cho anh em xem và tham khảo. Còn về cái nước chơi bên ngoài của em nó, nước chơi em ngoài của bên ngoài của em nó thì mời anh em vào xem cái mình úp cái đoạn đầu. Mình mới vừa vô là mình thấy nó là nó vừa nhóng lo là nó bay về tàn, là nó tự xử rồi nó ra bài, nó tự gù và nó ra bài như thế nào thì mà anh em xem và anh em sẽ tự thẩm à. Nhưng mà tiếc con cái là con này là cái nước gù của nó là bao với anh em, là cái nước gù nó cực tốt và cực phê luôn. Nhưng mà tiếc có một cái là cái clip đầu nó bị văng ra, chứ cái clip đầu của nó nếu nó còn đó là nó tầm khoảng 40 phút nó gù rất liền lạc luôn nha anh em. Tầm 40 phút mà con chim nó gù liền luôn á, không ngưng không ngơi á, gù cực kỳ rất tốt. Rồi nó không đá, rồi mình mới ra mình coi thì lại thì nó cái lùa lên nó không đá, nó chặn điện thoại á, chặn camera, nó thấy điện thoại cái nó không đá, mình mới lùa lên xong thì mình mới quánh lại kèo 2. Ngụy trang điện thoại rồi xong xuôi mình quánh kèo 2 thì mới đưa được em nó về đội. Thì coi cái clip nó bị văng mất tiêu rồi, rất tiếc. Nhưng mà kèo 2 thì chim nó chặn quá, mà con chim thì nó quá hay, mà nó chặn quá rồi nên mình mới ngụy trang camera rồi đánh dò đón bắt cho nhanh. Thấy không, tướng tá ngoại hình chim thì ăn ok rồi. Rồi giờ mời anh em vào xem clip rừng và thẩm nước chơi của chim. Ưng thì alo Q69, số điện thoại phần tiêu đề hoặc là trên màn hình để sở hữu và đón một con thổ khủng này. Con này thì nó bài kèm có, rước thì bao rước luôn, còn gù thì nó cái nước gù của nó thì bao cứng luôn nha anh em, bao phê. Con này là anh em nào mà nữa nuôi gì gọt mồi là mình bảo hành bảo đảm cái nước gù cho anh em luôn, con chim bao rù nha. Còn một con này là cũng phải quánh dưới trận trời mưa nè, dưới trận trời mưa mà phải quánh hai cái clip, mắc quánh kèo 1, kèo 2, hai kèo đầu quá. Để con này thì để mình lên clip, chắc hai clip lên cho anh em xem sao và anh em sẽ tự thẩm. Rồi còn con đồng này nữa, con đồng quy hổ cùng khủng này, để mình nay lên con thổ trước rồi mình sẽ lên tới con này cho anh em xem và thẩm. Rồi giờ mời anh em vào xem và thẩm nước chơi của con thổ khủng này. Anh em cần thì sở hữu em nó thì alo Q69, số điện thoại phần tiêu đề hoặc là trên màn hình
để đón chim về chăm sóc gọt mồi hay nuôi cảnh nuôi kiển gì đó để giải trí đam mê nha anh em. Rồi mời anh em vào xem clip gần và thẩm nước chơi của em nó nha. Chim tuyệt vời thiệt chứ, ba con này là xứng đáng hết anh em thấy không. Một con nè, hai con nè, ba con nè. Ba cái hàng này là phải nói là tuyệt vời và xứng đáng luôn. Ở đây còn đánh lộn nữa. Rồi mời anh em tham khảo coi một đoạn chim nó tự chơi bên ngoài nha. Con này không phải con sấm kìa. Má chim kèm ghê kìa trời. Rồi rồi lên giỏi rồi, lên giỏi anh em ơi. Rồi để mình đi kiếm bãi để úp đánh cho anh em xem nha. Đi dẫn kiếm bãi đi. Cầm cái điện thoại rung tay quá anh em ơi. Thấy chưa? Đó, chim kèm đó anh em nghe ra bài không? Nó tự xử luôn nha. Vừa mình vừa chạy tới nhóng lo là phải nó đổ gù một hơi một đâu mười mấy sắp tự đứng tự xử luôn. Đó, nghe kèm không? Đó, nghe chưa? Đó, anh em nghe không? Đó, thấy chưa? Thúc cho đầy 3 tiếng nữa là đó, thấy không? Thúc tiếng đổ một tiếng y như con chim ngoại vậy anh em ơi. Rồi, để mình kiếm chỗ đánh coi có clip đẹp mình đưa lên cho anh em xem nha.
lỗi nó sợ camera anh em ơi, chậm quá nó không vô mà bị đứt clip rồi. Thôi rồi mời anh em xem tiếp. Giờ kèo 2 ngụy trang camera đưa em nói gì đổi nha anh em. Whoop, 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 wh